Chào các bạn, thì ở các clip trước đó, công ty VinGroup chúng tôi đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều các loại thiết bị rồi. Thì hôm nay qua clip này, công ty chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái dòng dây dẫn hơi và dẫn sơn. Thì đây là dây dẫn hơi của hãng MXB Đài Loan. Thì với cái kích thước mà của cái này á, nó sẽ là có rất là nhiều cái loại là 4x6, 4x6 rồi 5x8, 6.5x10, 8x12, vân vân. Thì đây là cái dòng cái loại mà BU trong, đó BU là chuyên để dẫn hơi, đó dẫn hơi. Thì còn ngoài ra thì cái dòng mà để dẫn sơn là dây BE. BE thì với cái kích thước là 10 nhân cho 7.5. Thì ngoài ra thì công ty VinGroup chúng tôi còn cung cấp các cái loại dây dẫn sơn 3 lớp là có các kích thước là 6.5 x 10, 8x12, 8x11 mm, vân vân. Thì trên đây công ty VinGroup chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về các cái loại dây dẫn hơi, dây dẫn sơn. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất đó, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách thành công.